chào đón quý anh chị và các bạn đến với kênh của Huyến ATK Vlog. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Mong anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ kênh trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày. Vậy đón người mới được tình duyên, sức khỏe, tài lộc và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn? Con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để đón một ngày mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh hoặc những ai chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ. Sau đó nhấn nút chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất. Và ngay bây giờ, quý anh chị và các bạn cùng tôi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Và con giáp thứ nhất, đó là tuổi Tý. Tử vi cá nhân hàng ngày, Phương Đông dự đoán rằng hôm nay thứ tư, 15 tháng 2 năm 2023, vận trình của tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công khai trương. Cát khí vượng ngày mới sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sức mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của mình. Con số may mắn ngày hôm nay 354107. Về tuổi Sửu, hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 2 dương lịch và cũng là ngày 25 tháng 1 âm lịch là ngày mà tuổi Sửu đón nhận tin vui về mặt tài lộc sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ. Cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Sửu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn. Có các thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin và hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng chủ quan, hãy thật cẩn thận để có một kết quả tốt nhất. Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Sửu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy còn có những khoảng cách khó xóa bỏ, hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Con số may mắn ngày hôm nay là 937527. Về tuổi Dần, cục diện xấu trong tử vi ngày 15 tháng 2 năm 2023 khiến tuổi Dần phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn đã là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, thì trước tiên bạn cũng nên xem lại mình, chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Bởi hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn đã dự định trong thứ tư này, bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó. Vị trí những vì sao trong ngày 15 tháng 2 còn cho thấy tuổi Dần và một nửa yêu thương của mình chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ về vì những quan điểm khác biệt. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thông cảm với nhau hơn. Con số may mắn ngày hôm nay nó là 010412. Về tuổi Mão, tuổi Mão hôm nay ngày 15 tháng 2 sẽ có một ngày thứ tư như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Mão,
cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều người bạn bè xung quanh. Yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Tuổi Mão cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. Gia đình, nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm. Tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ. Con số may mắn ngày hôm nay 14, 28, 13. Về tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày ngày hôm nay thứ tư cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên tuổi Thìn. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày theo dõi bạn, nâng bước chân bạn đi đến con đường tiến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này. Tình hình tài chính của tuổi Thìn trong ngày này có khá nhiều niềm vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều. Tuổi Thìn nếu đang độc thân, thứ tư này sẽ có cơ hội gặp nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình. Con số may mắn 34, 71, 58. Tuổi Tỵ. Tử vi hàng ngày của Phương Đông cho biết, thứ tư ngày 15 tháng 2, tuổi Tỵ không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng, có thể từ chối. Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay cũng không được khả quan cho lắm. Bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Tỵ cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. May mắn là tuổi Tỵ đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Con số may mắn trong ngày hôm nay 84, 39, 57. Về tuổi Ngọ, cục diện sao xấu trong ngày hôm nay thứ tư 15 tháng 2 nhắc nhở tuổi Ngọ cần phải thận trọng hơn nữa trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình. Trên phương diện tài vận, tuổi Ngọ nếu muốn có cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Ngọ cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn. Con số may mắn trong ngày hôm nay 42, 12, 60. Về tuổi Mùi, theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ tư 15 tháng 2, tuổi Mùi đón nhận nhiều vận mệnh may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó, hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Tuổi Mùi nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư giả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình. Hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu. Tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng được nhiều hơn. Về phương diện tình cảm của tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai. Con số may mắn 30, 60, 42. Về tuổi Thân, tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng thứ tư 15 tháng 2, hôm nay đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Thân nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Điều quan trọng là tuổi Thân nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý,
tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này, tuổi thân và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó. Đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Vận trình tài lộc của tuổi thân ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi thân cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi thân cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc xoay sôi, nồi nảy nở nhiều hơn. Con số may mắn 24, 72, 18. Về tuổi Dậu. Hôm nay tuổi Dậu bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin. Có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc, lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp. Về phương diện tình cảm, tuổi Dậu luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích, chứ không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là điểm lý tưởng, con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình. Có vẻ như tuổi Dậu đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hay giao lưu với bạn bè. Hãy cân đối lại làm sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Tuổi Dậu nên biết tận dụng. Con số may mắn 14, 70, 53. Về tuổi Tuất. Tuổi Tuất hôm nay có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Tuất đã trải qua giai đoạn khó khăn vất vả thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại. Thậm chí có kế hoạch cũng không ai tin. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Tuất sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai, vì vậy cần phải thận trọng tỉ mỉ trong từng vấn đề. Chớ nên vội vàng đưa ra quyết định. Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của tuổi Tuất vào thứ tư này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ rơi vào tình trạng ngày lắm mối tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động. Tuổi Tuất đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia. Con số may mắn 39, 96, 84. Về tuổi Hợi. Trong ngày thứ tư này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi nên phát huy khả năng đàm phán thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh, cũng như với đối tác của mình. Tuy nhiên, sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì. Tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi. Tình hình sức khỏe của tuổi Hợi ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút, để đầu óc tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Con số may mắn ngày hôm nay 60, 81, 45. Trên đây là tử vi của 12 con giáp trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chúc quý anh chị và các bạn ngày mới hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị trong những video sau.